Tao hỏi thì hỏi đi ô. Tao hỏi à? tháng 9. Hả? 24 tháng 9 á? À, đó, mà không biết ngày xưa là bạn đúng không? Đi cà phê. Mày biết là anh uống thường cà phê gì á? American. Chắc là cho nhàn nhẽo đấy. Tao nghĩ nó cũng ăn thịt nướng. Cho với chúng ta cũng phải gửi những viên thịt nướng. Lan Anh như thế nào á? Là bạn cùng lớp nhưng mà đó là chính thức chơi với Lan Anh thì là do nào? Lan Anh là người đầu tiên mà tao ngồi cạnh ở trên lớp. Sau tao ngồi cạnh Lan Anh thì trong kiểu tao hơi sợ tại vì Lan Anh lạnh lùng vãi, chẳng nói chuyện với Lan Anh luôn ý. Được đầu tiên Lan Anh là Lan Anh nhuộm tóc màu đỏ, xong lúc đấy tao nghĩ là Lan Anh sẽ kiểu party xong là chạy một tí, mà ai ngờ bạn người suốt ngày ngồi cà phê đọc sách. Ồ, nó chăm học lắm, trời ơi. Trời ơi, tóc đỏ mà lại chăm học. Không, kiểu trông bạn rất là kiểu kiểu người Hà Nội ấy, mày biết không? Là không phải là khó nói chuyện mà chỉ qua là bởi vì bản thân nó cũng ít nói, nó cũng ít chuyện để nói, nó không phải cái kiểu nhiều chuyện như tao ấy. Chưa tại sao mà nghe từ tao cũng không biết là gì. Sao tại đặt câu này nhỉ? Chăm học. Là nhá, chúng mình biết không? Ban ngày thì đi học với bọn mình, cái thời gian mà không đi học thì nó sẽ đi cà phê ngồi học. Xong đến tối 2-3 giờ sáng nó lại tiếp tục ngồi học ở bên trường bên kia. Thế nó học full ngày luôn. Đấy, chỉ những người mà có định hướng và có động lực thì mới làm được như thế thôi. Với tao thì ngoài nhớ lê ra thì các anh cũng là minh mết của tao. Cái gì? Minh mết của tao. Nhưng mà mày với Lan Anh chỉ minh Thúy Ngọc thôi đúng không? Nói chung Lan Anh sẽ là kiểu mà khi mà có những đứa mà nó đã thực sự là bạn, nó sẽ khá là quan tâm ý. Ví dụ như kiểu hồi tao chia tay mày, xong rồi nó nói chuyện với tao, xong các thứ các thứ. Ừ, Lan Anh kiểu của quan tâm bạn bè mà, không như tao. Đấy, Lan Anh cũng có sở thích kỳ lạ đó. Mấy cái ảnh là có mấy con gấu bông xấu xấu ấy, là An với Nhi Phan cứ gửi lên trên gấu gia đình của Giang ấy. Là bởi vì Lan Anh rất thích con gấu bông xấu xấu. Nó xấu thật dễ, càng xấu con Lan Anh càng thích. Học ít thôi là tận hưởng nước ngoài nhiều lên. Thì chúc là anh đi sang đấy kiếm như một anh người yêu một tên gái vậy. Chứ anh yêu bây giờ chẳng biết giữ được đến bao lâu. Thường Lan Anh lắm. Sao thế? Sao nói thế? Chúc bạn Lan Anh sẽ không bao giờ quên gia đình thùng rác. Mặc dù bạn Joy thân phụ một tí, nhưng mà do bạn đã trở thành một phần rất là quan trọng với gia đình thùng rác. Mình thấy được cái đám còn lại thì đều là rác hết. Còn mỗi chúng Lan Anh là cục vàng thôi. Có gì mình nhắn nhủ với Lan Anh? Hả? Có lời nhắn của nhắn nhủ để Lan Anh trước khi Lan Anh like không? Ê, thầy dạy đấy. Tao đi học thì bye bye.